Cô xin chào toàn thể các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Bùi Thị Ngân, giáo viên trường mầm non Hùng Tiến. Cô rất vinh dự được đồng hành cùng với các con trong giờ học tạo hình ngày hôm nay. Các con ơi, trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, chúng mình có ngoan không? Có mạnh khỏe không? Các con nhớ là ở nhà chúng mình phải biết nghe lời ông bà, bố mẹ và thực hiện tốt một số biện pháp để phòng chống dịch bệnh như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Khi ra ngoài thì các con nhớ là phải đeo khẩu trang vào nhé. Các con ơi, chuẩn bị đến ngày 20 tháng 11 rồi. Chúng mình có biết ngày đó là ngày gì không? À, đó là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh các thầy cô giáo đấy. Và trong buổi học tạo hình hôm nay, cô Ngân sẽ dạy chúng mình vẽ những bông hoa thật đẹp để gửi tặng lên cô giáo của mình nhé. Để vẽ được bông hoa thì đồ dùng của cô gồm có giấy trắng A4, hộp bút sáp màu và một chiếc bút dạ. Tiếp theo, chúng mình sẽ vẽ những đường cong tròn nối vào nhị hoa để tạo ra những cánh hoa nhé. Chúng mình tiếp tục vẽ những đường cong như vậy để tạo ra thật nhiều cánh hoa. Và cô đã vẽ xong cánh hoa rồi. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ hai đường thẳng xuống để tạo thành cánh hoa nhé. Và cuối cùng, cô sẽ vẽ hai đường cong quay vào nhau để tạo thành chiếc lá xinh xắn cho bông hoa đấy. Vậy là cô đã vẽ xong bông hoa rồi. Để bông hoa thêm đẹp hơn thì cô sẽ chọn màu tô để cho bông hoa thêm đẹp nhé. Cô sẽ chọn một chiếc bút màu vàng để tô màu cho nhụy hoa đấy. Cô bắt đầu tô từ trên xuống dưới, từ bên trái sang bên phải. Chúng mình chú ý khi tô màu, đừng để màu trơm ra ngoài nhé. Và cô đã tô xong nhụy hoa rồi. Bây giờ cô sẽ chọn một chiếc bút màu đỏ để tô màu cho những cánh hoa, cho những cánh hoa thật là xinh đấy. Khi tô màu cho những cánh hoa, chúng mình cũng tô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Chúng mình chú ý khi tô màu, chúng mình tô thật đều tay để cho màu những cánh hoa thật là đẹp nhé. Cô đã tô màu xong những cánh hoa rồi. Bây giờ cô sẽ chọn một chiếc bút màu nâu để tô màu cho cánh hoa đấy. Cành của bông hoa hơi nhỏ nên chúng mình phải tô thật khéo léo để màu không bị chườm ra ngoài nhé.
chọn một chiếc bút màu xanh lá cây để tô màu cho những chiếc lá. Và cô đã tô xong cho chiếc lá cuối cùng rồi. Bức tranh của cô đã hoàn thiện rồi đấy các con ạ. Chúng mình thấy có đẹp không? Các con thân mến, vừa rồi cô Ngân đã hướng dẫn chúng mình vẽ những bông hoa thật đẹp rồi. Và cô Ngân mong rằng sau buổi học ngày hôm nay thì các con sẽ vẽ được thật nhiều những bông hoa đẹp. Sau đó nhờ ông bà, bố mẹ chụp gửi lên nhóm Zalo của lớp để tặng các cô nhân ngày 20 tháng 11 nhé. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.